ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, trong hôm nay, khu vực miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc. Tuy nhiên, do cường độ yếu kết hợp cùng độ ẩm trong không khí cao, nên ở Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ, ban ngày sẽ cảm thấy oi nóng. Tại thủ đô Hà Nội, từ hôm nay đến khoảng thứ Sáu, nhiệt độ được duy trì ổn định ở mức khá cao. Nhiệt độ cao nhất trong ngày theo cảm nhận thực tế vào buổi trưa và chiều là khoảng 37-38 độ, ngày nắng gián đoạn. Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự hoặc chênh lệch ít. Cuối tuần này, ở miền Bắc sẽ có một đợt nắng nóng mới kéo dài khoảng 3 ngày. Nhiệt độ ở Hà Nội lên trên 40 độ, nhưng không loại trừ khả năng có mưa rải rác, hầu hết là mưa nhỏ, nhưng cục bộ một số nơi có khả năng xảy ra dông lốc, tập trung vào tối và đêm. Ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 40mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các đô thị. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào, kèm theo dông sét cho các khu vực kể trên. Sau đó, mây dông xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 40mm. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Nam Bộ khoảng 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, như thường lệ, là phần dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Nam nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5-1,5m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7 và đề phòng sóng cao trên 2m, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5-1,5m, có thể đạt trên 2m trong mưa dông. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7 và đề phòng sóng cao trên 2m, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5-1,5m, có thể đạt trên 2m trong mưa dông. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh và đề phòng sóng cao trên 2m, tầm nhìn xa trên 10 km,
giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m, có thể đạt trên 2 m trong mưa dông. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7 và đề phòng sóng cao trên 2 m. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m, có thể đạt trên 2 m trong mưa dông. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7 và đề phòng sóng cao trên 2 m. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7 và đề phòng sóng cao trên 2 m. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m, có thể đạt trên 2 m trong mưa dông. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7 và đề phòng sóng cao trên 2 m. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ nay đến hết tháng 5, nắng nóng có cường độ giảm trên phạm vi toàn quốc. Sang tháng 6 năm 2024, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng gia tăng trở lại tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Bà Trần Thị Trúc, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến cuối tháng 6, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 5 đến 15%, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 20 đến 40%, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo từ nay đến hết tháng 5, nắng nóng có cường độ giảm trên phạm vi toàn quốc. Sang tháng 6 năm 2024, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng gia tăng trở lại tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa. Tại phía Nam, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Khô hạn, tình trạng khô hạn ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ vẫn tiếp diễn. Khô hạn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có xu hướng giảm dần. Mưa dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh xảy ra, tập trung ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngoài ra, trên khu vực Bắc Biển Đông có khả năng xuất hiện các nhiễu động nhiệt đới, tập trung vào tháng 6 năm 2024. Chuyên gia cảnh báo, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Với khả năng ít mưa và nắng nóng còn xuất hiện nhiều tại khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ, dẫn đến tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao tại các khu vực trên. Thưa quý vị, khoảng 2 giờ 30 sáng hôm qua, sau mưa lớn kéo dài, một lượng bùn cát đỏ khổng lồ từ đồi cao ào ào tràn xuống nhiều đoạn trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, khiến ô tô, xe máy bị vùi lấp, giao thông tê liệt. Theo thông tin ban đầu, cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 20 tháng 5 đến rạng sáng 21 tháng 5, đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5, lũ cát đỏ từ đồi cao tràn xuống đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né với lực chảy mạnh, bùn cát dày trên mặt đường. Cát tràn xuống làm lún một phần xe ô tô 52 chỗ, gần như lấp hoàn toàn một xe ô tô 16 chỗ, gần 10 xe máy bị cát vùi lấp, không thể di chuyển được. Chiều dài đoạn đường bị cát tràn khoảng 350 mét, với chiều cao đoạn bị ngập nặng nhất gần 1,3 mét. Cát tràn xuống chảy vào, gây ngập lún nhà hàng Đại Dương Xanh tại khu vực này. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người. Cùng thời điểm trên, cát tràn xuống đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, với lực chảy mạnh. Bùn, cát dày trên mặt đường làm lún 3 xe ô tô và một số xe máy không chạy kịp. Tại hiện trường, bùn cát và nước mưa kéo dài một đoạn khoảng 1 km, khiến các xe máy phải chạy lên lề để qua vị trí này. Cát đỏ còn vùi lấp một nhà dân gần đồi và 10 xe máy đang để ở bãi xe gần đó. Một số người dân khi thấy cát tràn đã chạy ra khỏi nhà. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã có mặt chỉ đạo khắc phục sự cố, yêu cầu các đơn vị huy động tối đa lực lượng cùng máy móc, thiết bị khẩn trương dọn dẹp lượng bùn cát tràn ra đường. Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng hiện bị phong tỏa, các phương tiện tạm thời lưu thông theo hướng khác để đảm bảo an toàn. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý về tình hình thời tiết trên thế giới. Thưa quý vị, khu vực Delhi của Ấn Độ hiện đang phải hứng chịu tình trạng nắng nóng cực đoan khi 6 trong số 15 trạm thời tiết vùng thủ đô quốc gia ghi nhận nhiệt độ trên 46 độ C. Mức nhiệt này khiến các nhà chức trách phải gia hạn cảnh báo đỏ cho đến ngày 24 tháng 5 và chính phủ ra lệnh cho các trường học đóng cửa, cho phép học sinh nghỉ hè sớm. Tại New Delhi, tình trạng nắng nóng lần đầu tiên xuất hiện ở Delhi cách đây ít hôm khi nhiệt độ tối đa vượt qua 45 độ C tại 9 trạm trong khu vực. Cục Khí tượng Ấn Độ
IMD cảnh báo đỉnh điểm có thể tăng lên 48 độ C ở các khu vực của NCR trong những ngày tới. Trong khi đó, Najafga ở Tây Nam Delhi đã ghi nhận nhiệt độ nóng nhất đất nước với tối đa 47,4 độ C. Tiếp theo là Sirsa, 47,2 độ C ở Haryana và Mungespur, 47,1 độ C. Nhiệt độ tối thiểu của Delhi được ghi nhận qua đêm cũng tăng và được ghi nhận ở mức 29,2 độ C, cao hơn 3 độ so với bình thường và là mức tối thiểu cao nhất từ đầu năm đến nay. Tất cả các trường công lập đều đã đóng cửa từ ngày đầu tháng 5, song một số trường tư thục được chính phủ hỗ trợ và không được công nhận vẫn mở cửa trong những đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra. Sở Giáo dục Delhi đã ra thông tư yêu cầu tất cả các hiệu trưởng của các trường nói trên phải đóng cửa và cho học sinh nghỉ hè sớm ngay lập tức. Ông Mahesh Palawat, Phó Chủ tịch Cơ quan Khí tượng SkyMet cho biết, phần lớn khu vực Tây Bắc Ấn Độ đang phải đối mặt với thời tiết khó chịu, chủ yếu do bầu trời quang đãng và gió Tây khô. Những cơn gió này thổi từ Rajasthan khô cằn, nơi có nhiệt độ cao, không khí không có hơi ẩm làm nhiệt độ tăng cao và khiến việc hoạt động ngoài trời trở nên khó khăn, nguy hiểm. IMD có 3 cảnh báo được mã hóa màu cho các hiện tượng thời tiết trên khắp đất nước, với hình thức cảnh báo cao nhất hiện được áp dụng cho hầu hết các vùng phía Tây Bắc Ấn Độ. Đầu tiên, cảnh báo vàng được đưa ra để cảnh báo công chúng về một hiện tượng thời tiết. Cảnh báo thứ hai, cam, được đưa ra yêu cầu mọi người chuẩn bị cho hiện tượng thời tiết cực đoan. Mức cảnh báo đỏ cao nhất được đưa ra khi một hiện tượng thời tiết cực đoan đòi hỏi người dân phải hết sức cảnh giác và thận trọng. Cơ quan khí tượng ngày 20 tháng 5 tiếp tục yêu cầu mọi người ở trong nhà nhiều nhất có thể, nên bổ sung nước ngay cả khi không khát trong thời tiết nắng nóng này. Theo các chuyên gia, với đợt nắng nóng phổ biến này, điều quan trọng là phải có kế hoạch hành động phù hợp, đồng thời nâng cao nhận thức về tác động có thể xảy ra của thời tiết như vậy. Thưa quý vị, tại châu Âu, mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở nhiều vùng tại Italia, Đức, Bỉ và Hà Lan, làm ngập đường phố và các tòa nhà, buộc giới chức phải tiến hành sơ tán người dân ở một số vùng chịu ảnh hưởng. Miền Bắc Italia đang hứng chịu những cơn bão dữ dội và lượng mưa lớn, khiến một số khu vực, bao gồm Padua và Vicenza, chìm trong nước. Chính quyền địa phương đã phải huy động các dịch vụ khẩn cấp, sử dụng xuồng ba lá để giải cứu người dân khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt, trong khi ô tô trôi nổi trên đường phố ngập nước. Thống đốc vùng Veneto mô tả trận lụt như một quả bom nước. Rạng sáng 17 tháng 5, bờ sông Muson de Sassi ở khu vực Padua bị vỡ do mưa quá nhiều, dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng. Một đoàn tàu chở hàng bị lật do gió giật với tốc độ từ 150 đến 200 km/h ở Borgo Mantovano, Lombardy. Thị trưởng Alberto Bossari lưu ý trên mạng xã hội rằng nhiều đường phố và tầng hầm bị ngập với tình hình thực sự khó khăn, mặc dù may mắn là không có thương tích nào được báo cáo. Milan, Italia ghi nhận lượng mưa tới 130mm chỉ trong một ngày, gây ra lũ quét chưa từng thấy trong hơn 170 năm qua. Tại Veneto, cơ quan bảo vệ dân sự đã ban bố tình trạng báo động đỏ do các lưu vực nước tràn bờ sau khi lượng mưa 70mm đổ xuống chỉ trong 30 phút. Ngược lại, miền Nam Italia đang trải qua đợt nắng nóng trái mùa với nhiệt độ lên tới 35 độ C ở Sicily, trong khi Sardinia đang phải vật lộn với điều kiện khô hạn dẫn đến khan hiếm nước và báo hiệu một mùa thu hoạch kém cho nông dân trồng lúa mì địa phương. Hạn chế về nước được dự đoán sẽ xảy ra vào cuối mùa hè. Pháp cũng đang trải qua thời tiết khắc nghiệt. Cơ quan dự báo thời tiết Meteo France đặt 39 tỉnh trong tình trạng cảnh báo vàng về dông bão. Chủ nhật tuần trước, gần 10.000 vụ sét đánh đã được ghi nhận trên khắp nước Pháp và dự kiến sẽ có thêm nhiều cơn bão vào cuối tuần này, đặc biệt ảnh hưởng đến các khu vực phía Tây, Đông Nam và Đông Bắc. Người dân được khuyến cáo nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm hạn chế di chuyển và tránh một số hoạt động ngoài trời. Pháp cũng vừa trải qua một đợt mưa đặc biệt do một đợt lạnh lớn hình thành trên miền nam nước Đức. Mưa bắt đầu vào tối 16 tháng 5 và kéo dài suốt 24 giờ. Bas-Rhin và Moselle là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với tổng lượng mưa đo được ở những khu vực này được ghi nhận là chưa từng có. Ở phía bắc Ansace, Schwabenhaut ghi nhận lượng mưa bất thường 116,8 mm chỉ trong 24 giờ, một kỷ lục của khu vực. Ở miền tây nước Đức, mưa lớn đã dẫn đến lũ lụt và lở đất ở bang Saarland. Thủ phủ Saarbrücken của bang Saarland và các đô thị khác đã chứng kiến nhiều người phải di rời do mực nước dâng cao. Cho đến nay, chưa có báo cáo về thương vong, nhưng lũ lụt buộc người dân phải sơ tán khỏi nhà. Các quan chức địa phương đang xem xét yêu cầu hỗ trợ từ các bang lân cận. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã hủy bỏ kế hoạch xuất hiện trong chiến dịch tranh cử ở Saarland để thăm các khu vực bị ảnh hưởng, cùng với thủ hiến bang Anke Rehlinger nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình. Bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News đến đây tạm dừng. Kính chúc quý vị có ngày làm việc mới vui vẻ và an lành.